Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ không đeo khẩu trang có thái độ chống đối gây mất trật tự tại chốt kiểm dịch. Cụ thể, một người phụ nữ mặc quần hoa không đeo khẩu trang điều khiển xe máy muốn qua chốt kiểm soát dịch nhưng không có giấy tờ chính đáng. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang và không cho di chuyển qua chốt, người phụ nữ liền chửi bới gây mất trật tự. Người này còn định vượt qua chốt kiểm soát rồi lao vào hành hung các đồng chí cảnh sát giao thông. Sau khi thuyết phục không thành công, lực lượng chức năng đã phải khống chế, bắt buộc người phụ nữ phải đeo khẩu trang và đưa về trụ sở để giải quyết. Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tỉnh Tây Ninh. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người dân đã lên tiếng chỉ trích hành động gây rối, vi phạm quy định phòng chống dịch của người phụ nữ.